Vừa qua, chính phủ vừa ban hành Nghị định 30 với những cải cách cơ bản về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định ô tô. Đáng chú ý, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các đơn vị vận tải có thể tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Các đơn vị đăng kiểm của Bộ Công an, Quân đội được cung cấp dịch vụ kiểm định khi được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhận thấy được những tiềm năng khi tham gia cung cấp dịch vụ đăng kiểm, đại diện Gara ô tô này cho biết đây sẽ là cơ hội tốt cho các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, giúp giảm tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm. Theo tôi thấy thì cái dịch vụ cái thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải ấy, cho phép đang nghiên cứu cho phép các cái xưởng dịch vụ làm cái dịch vụ đăng kiểm ấy, thì là tốt. Thứ nhất là mình sẽ có cơ hội để tăng thêm cái công việc. Cái thứ hai nữa là thuận lợi cho khách hàng. Cái thứ ba nữa là mình chăm sóc được luôn cái khách hàng của mình. Ví dụ mình kiểm tra xong cái lực phanh không các thứ thì mình có thể xong rồi là đạt chất lượng thì mình cung cấp luôn cho khách hàng cái dịch vụ đấy. Thì cái việc đăng kiểm này là nó ảnh hưởng rất lớn, bởi vì các xe tham gia giao thông như đợt vừa rồi ấy là rất nhiều xe xuống cấp. Thì cái việc mà một trung tâm ấy đứng ra đăng kiểm là phải đảm bảo được cái nhân sự, nhân lực và trang thiết bị nó phải đảm bảo tiêu chuẩn để tránh xảy ra những cái sự việc đáng tiếc. Mặc dù còn nhiều băn khoăn về các điều kiện để cung cấp dịch vụ đăng kiểm, tuy nhiên các gara sửa chữa chăm sóc ô tô cũng đã có văn bản xin ý kiến lên kế hoạch để đảm bảo đủ điều kiện cung cấp dịch vụ đăng kiểm. Đang xem xét về cái đấy, bởi vì là rất nhiều khách cũng đã hỏi về cái dịch vụ này. Tôi cũng đã cân nhắc về cái dịch vụ này, và bởi vì nhiều khách hàng cũng quan tâm và cũng đã hỏi về cái dịch vụ này. Ví dụ như về hệ thống bên mình thì cũng đang trên đà nghiên cứu dựa vào cái công văn của bên Bộ Giao thông Vận tải để lắp ráp thêm một số trang thiết bị như là máy đo góc ánh sáng, chiều cao, chiều thấp ánh sáng và máy test lực phanh để làm sao có thể test được đầy đủ những cái chức năng của xe để đạt tiêu chuẩn đi đăng kiểm, cũng như là hoàn thiện hồ sơ giấy tờ về hợp lý cho cục đăng kiểm. Hiện tại thì bên Hà Thành Gara cũng đang có kế hoạch và trong tương lai chắc chắn Hà Thành sẽ có đầy đủ trang thiết bị cũng như là con người để làm được cái dịch vụ đăng kiểm. Trước những thay đổi mang tính tích cực, Nghị định 30 cũng cho điều chỉnh giảm số lượng nhân sự tối thiểu trong mỗi dây chuyền từ 3 người xuống còn 2 người, đồng thời khuyến khích các đơn vị đăng kiểm nâng cao tay nghề nhân lực, cải tiến kỹ thuật trong công tác kiểm định. Quyết định khống chế số lượng xe kiểm định trong ngày của đơn vị đăng kiểm cũng đã được bãi bỏ nhằm phát huy tối đa công suất dịch vụ.